Trên một trang thông tin điện tử xuất hiện bài viết, một bé gái 12 tuổi nghi bị mẹ ruột bạo hành dã man, suốt 4 năm khiến dì ruột phải đăng lên mạng xã hội cầu cứu. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng quận Phú Nhuận xác định bé gái đang cư trú tại phường 5 của quận, đồng thời Ủy ban Nhân dân quận cũng cử một tổ công tác xuống cơ sở để xác minh vụ việc. Kết quả xác minh xác định, bé gái trong bài viết là K, 12 tuổi, là con của bà T, 31 tuổi. Hiện bé K sống cùng mẹ và ba người dì ruột. Cha và mẹ bé K không đăng ký kết hôn, cha bé bỏ đi từ lúc mẹ sinh bé. Từ 1 đến 8 tuổi, bé sống cùng bà ngoại do mẹ đi xuất khẩu lao động tại Singapore. Đến năm bé 9 tuổi, bé được mẹ đón về ở chung đến nay. Tổ công tác đã đưa bé đi khám tại bệnh viện quận Phú Nhuận. Kết quả ban đầu của bác sĩ là trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, còn đau ít vùng đầu bên trái, đau ít vùng cổ tay và bàn tay trái. Vùng thái dương lệch trái sưng nhẹ, không bầm tím, không vết thương hở, xước nhẹ ngoài da tự cầm máu đốt 2, ngón 3 bàn tay trái. Lực lượng chức năng quận Phú Nhuận đã làm việc trực tiếp với 3 người dì sống chung, cả 3 đều khẳng định không có việc bà T bạo hành cháu K trong suốt 4 năm như báo mạng đăng. Thường mỗi lần bé sai phạm hay không vâng lời, thì bà T mới đánh con, và lời của bé mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được như trong bài viết đăng trên trang tin trên là không đúng sự thật. Bản thân bé K cũng xác nhận không có nói câu như vậy. Sau khi đối chiếu các thông tin vụ việc thông qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử nói trên và trực tiếp thu thập thông tin thực tế từ phía gia đình và bé K, tổ công tác nhận định ban đầu vụ việc liên quan đến sự nóng giận, không kiềm chế bản thân của người mẹ trong quá trình nuôi dạy con. Bản thân bà T đã thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con có những lúc nổi nóng và la mắng con, xuất phát từ những áp lực cơm áo gạo tiền và những vấn đề khác trong cuộc sống. Tổ công tác quận đã yêu cầu tạm thời cách ly hai mẹ con, không sống cùng nhà để không tiếp tục phát sinh hành vi đánh con và bảo đảm an toàn tạm thời cho bé. Đồng thời, giao cho một người dì ruột cam kết bảo vệ bé. Hiện công an quận Phú Nhuận vẫn tiếp tục lấy lời khai các bên liên quan và thu thập các chứng cứ để làm rõ những hành vi sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.